Ở đời có rất nhiều việc chúng ta phải tự mình gánh vác, tự mình thực hiện. Có những việc ta có thể sắp xếp để sang ngày mai, ngày kia hoặc những ngày sau đó mới thong thả bắt tay và thực hiện. Tuy nhiên, lại có hai việc bắt buộc phải làm ngay hôm nay, chứ không thể chần chừ hay chờ đợi. Việc thứ nhất, báo hiếu cha mẹ. Trên đời này, chuyện gì cũng có thể đợi, duy chỉ có việc hiếu kính cha mẹ là chẳng thể thong dong. Bởi lẽ, mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng, biết ngày nào rơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, còn muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi. Phật dạy, hiếu thuận với cha mẹ là cái gốc của người thiện lương, bởi không có loại ân huệ nào trên thế giới có thể lớn hơn sự nuôi dưỡng của cha mẹ. Có một câu chuyện như sau. Một buổi trưa yên tĩnh, có một đôi cha con đang ngồi dưới một tán cây bên trong một tòa nhà cao tầng. Cậu con trai dáng vẻ hào hoa, phong nhã, đang ngồi đọc báo. Bên cạnh là người cha tuổi đã xế chiều. Bỗng nhiên từ trên cao có một con chim sẻ đang lừ đừ đáp xuống gần bên bụi cỏ. Người cha lẩm bẩm hỏi một câu. Kia là gì vậy? Người con trai nghe tiếng, nhìn theo ánh mắt người cha về phía bụi cỏ, thuận miệng đáp một tiếng. Một con chim sẻ ạ. Nói rồi lại cúi đầu tiếp tục đọc báo. Người cha gật gật đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lại quay đầu nhìn chú chim sẻ đang trong bụi cỏ, lại ngẩng đầu hỏi một câu. Đó là cái gì? Người con bắt đầu cảm thấy phiền, nhíu mày, ngẩng đầu lên, giọng điệu không quá tốt. Ba, con vừa mới trả lời, đó là một con chim sẻ, ba không nghe rõ à? Nói xong, lại tiếp tục cúi đầu đọc tờ báo trong tay. Chim sẻ bay lên rồi lại xà xuống đám bụi cỏ cách đó không xa. Tầm mắt của người cha cũng theo chú chim nâng lên rồi hạ xuống, nhìn chú chim dưới đất. Người cha tò mò khom người xuống nhìn, lại cất giọng hỏi. Đó là cái gì? Lúc này, người con trai không nhịn được nữa, gấp tờ báo lại, quay sang người cha nói. Chim sẻ, chỉ là một con chim sẻ thôi, bà đã hỏi hai lần rồi. Nói xong, anh đưa tay chỉ về phía con chim sẻ dưới mặt đất, nói như đánh vần. Chim sẻ, một con chim sẻ. Ánh mắt giận dỗi, trừng trừng nhìn người cha. Ông lão không hề nhìn con trai, vẫn như cũ nhìn chú chim sẻ, giống như thật sự không nhìn ra đó là gì, lại hỏi lại lần nữa. Đó là cái gì? Lần này thì người con trai quả thật là nổi giận rồi, quay sang người cha, hoa chân múa tay. Hôm nay bà bị làm sao vậy? Đó là chim sẻ, một con chim sẻ. Con đã trả lời rất nhiều lần rồi, bà không nghe thấy con trả lời sao? Người cha vẫn lẳng lặng không nói, cũng không tỏ ra tức giận trước sự giận dỗi của con trai. Ông bèn đứng dậy. Người con không hiểu. Bà đi đâu đấy? Người cha phất phất tay, tỏ vẻ không cần đi theo, rồi chậm rãi bước vào trong nhà. Chim sẻ ở dưới đất đã bay đi rồi. Cậu con trai ngồi trên ghế, gấp bỏ tờ báo xuống, vẻ mặt chán nản, ủ rũ. Một lát sau, người cha quay lại, trong tay cầm theo một cuốn sổ nhỏ. Ông đi đến chỗ ghế dài, ngồi xuống. Sau đó lật mở quyển sổ nhỏ, giở đến một trang nào đó, quay sang bảo con trai. Con đọc đi. Người con trai đọc từng đoạn ghi trong cuốn sổ. Hôm nay, tôi cùng con trai nhỏ đã 3 tuổi ra công viên chơi. Có một chú chim sẻ xả xuống chỗ hai bố con. Con trai tò mò hỏi đi hỏi lại đúng 21 lần rằng đây là gì? Tôi cũng trả lời đủ 21 lần rằng đây là chú chim sẻ. Tất cả 21 lần, nhưng không một lần thấy phiền lòng, chỉ cảm thấy con trai mình thật đáng yêu. Người cha vừa nghe con đọc xong, khóe mắt vừa cong lên, nở nụ cười hiền lành, tựa như đang hồi tưởng lại khung cảnh đáng yêu của cậu con trai năm nào. Còn người con trai đọc xong, trong lòng liền thấy hổ thẹn với cha, cố nén nước mắt, quay lại, giang hai tay ôm chặt lấy cha. Hóa ra, ông lão hoàn toàn không phải mắc bệnh hồ đồ, chỉ là nhìn thấy chú chim sẻ làm ông nhớ lại kỷ niệm với con trai ngày xưa, nên mới cố ý hỏi con nhiều lần như vậy. Đứa bé trai đáng yêu, hàm tò mò trong cuốn sổ nhật ký năm nào, nay đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Nhưng tình cảm giữa hai cha con lại ngày một xa cách. Không còn là cậu bé léo đéo theo cha
hỏi đông hỏi tây không biết chán. Giờ đây, người đàn ông trưởng thành ấy chỉ biết đắm mình trong công việc, dần dần đặt người cha đáng kính xuống vị trí thấp hơn. Một câu chuyện ngắn ngủi nhưng làm ta phải suy nghĩ nhiều. Nếu đặt tình thân gia đình lên một cái cân, vậy tình yêu con cái dành cho cha mẹ cùng với tình thương cha mẹ dành cho con cái sẽ chênh lệch bao nhiêu? Đại đa số người trưởng thành chúng ta sẽ làm được những điều này cho cha mẹ, giúp đỡ đôi chút việc nhà, hay là ngày nghỉ lễ hàng năm đều đặn chuẩn bị quà biếu, những thứ liên quan đến vật chất có thể lo liệu chu toàn. Nhưng sẽ có mấy người kiên nhẫn ngồi cùng cha mẹ, ông bà nói chuyện dòng dài, trả lời những câu hỏi tưởng chừng vô cùng lầm cầm của họ. Điều cha mẹ cần không phải là vật chất nhiều bao nhiêu, mà là khi đã về già, họ chỉ mong con cháu quây quần, sum vầy, ăn chung bữa cơm, chia sẻ với nhau cùng một câu chuyện. Những lời nói, hành động làm cha mẹ vui chính là sự báo hiếu tốt nhất. Bởi vậy, những ai may mắn còn cha, còn mẹ, hãy trân trọng khoảng thời gian này. Điều này cũng tương tự như lời thiền sư Thích Nhật Hạnh từng nói. Cha mẹ là bụt đó, đừng đi tìm bụt ở nơi nào khác. Ngày hôm nay bạn nói được câu gì, làm được cử chỉ gì để mẹ vui, để cha vui thì hãy làm ngay đi. Đừng để tới ngày mai, sợ rằng muộn quá. Việc thứ hai, trân trọng sức khỏe của chính mình. Trong cuộc đời của một con người, ai ai cũng có những hoài bão, ước mơ khát vọng lớn lao và bằng mọi giá tìm cách để đạt được. Tuy nhiên, mọi người lại quên mất một điều, đó là giữ gìn sức khỏe. Bởi vì sức khỏe là tài sản quý giá nhất, quan trọng nhất của con người. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó là bất biến trong cuộc hành trình chinh phục thành công của bạn. Có một câu chuyện như sau. Vào thời cổ đại, một người đàn ông tài năng đã lên đường tìm đến nhà một người thông thái nổi tiếng trong vùng. Nhà thông thái này sống trên một ngọn núi cao. Người đàn ông tài năng đã mất rất nhiều công sức mới có thể lên đến đỉnh núi. Nhưng trong nhà lúc này lại không có ai. Vì vậy, anh ta đã trở về nhà. Trên đường về nhà, người đàn ông tài năng gặp một ông lão đang mang giỏ thuốc trên lưng. Ông ấy mặc quần áo giản dị, nhẹ nhàng đi từng bước lên núi, miệng còn ngâm nga hát bài hát nào đó. Ông ơi, có chuyện gì khiến ông vui thế? Người đàn ông tài năng hỏi. Tôi có một đôi mắt sáng và một đôi chân khỏe mạnh. Chẳng nhẽ nhiều đó còn chưa đủ khiến tôi thấy vui vẻ hay sao? Ông lão nói xong liền mỉm cười đi tiếp. Còn người đàn ông tài năng lại nghĩ trong lòng rằng cuộc sống như vậy thật nhàm chán. Sau khi xuống núi, nghe mọi người thảo luận, anh ta mới biết được hóa ra ông lão khi nãy là nhà thông thái mà anh ta muốn tìm. Nhưng giờ anh ta lại cảm thấy ông lão ấy không đáng để anh ta hỏi. Sau vài ngày, người đàn ông tài năng bị cảm lạnh, bệnh nặng. Trong cơn bệnh, anh ta cảm thấy choáng váng, cơ thể mệt mỏi, thậm chí hơi thở cũng rất nặng nhọc. Anh ta chỉ có thể nằm trên giường. Khung cảnh ngoài cửa sổ rất đẹp, nhưng anh ta lại không có tâm trạng thưởng thức. Bệnh lâu ngày khiến tâm trạng anh ta cũng thay đổi. Dù có ăn đồ ăn ngon cũng cảm thấy rất nhạt nhẽo. Lúc đó anh ta mới hiểu rõ được hết ý nghĩa lời nói của ông lão. Từ câu chuyện trên có thể nói, khỏe mạnh không nhất định là có được tất cả mọi thứ, nhưng mất đi sức khỏe chắc chắn sẽ mất hết mọi thứ. Bị bệnh nặng rồi, cơm không thể ăn, đi đứng không có sức, công việc và việc học bị trì hoãn, tinh thần cũng sa sút theo. Những ngày bình thường có thể khiến cho nhiều người cảm thấy nhàm chán, nhưng chẳng may khi xét nghiệm ra một căn bệnh nào đó, nó sẽ khiến bạn trở nên hoài niệm quá khứ nhàm chán trước đây. Dù là những điều nhỏ nhặt, tầm thường như được ăn một tô mì gói cũng không được, khiến người ta khao khát có sức khỏe đến giường nào. Hãy sống thật khỏe mạnh, đó mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký và nghe trọn bộ 85 audio sách nói bản quyền mới nhất tại địa chỉ usbsach.com, nhập mã giảm giá VIP 1 để được giảm thêm 10%. Link đăng ký đã có phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.